Xin chào quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thay mặt ban biên tập, xin chúc quý vị có một ngày nghỉ thật sự ý nghĩa. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trên chiến trường thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trả lời hãng tin Blast, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng cuộc tấn công của Nga ở Kharkov khiến Moscow chịu thiệt hại về nhân lực gấp 8 lần Ukraine. Cuộc đột phá của họ vào Kharkov xảy ra cách đây hơn 2 tuần đã kết thúc với thương vong quân sự đạt tỷ lệ 8/1, nghĩa là cứ 1 người Ukraine so với 8 người Nga. Ông Zelensky nói nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Nga chưa bình luận về số liệu này, rất khó để một bên thứ ba xác minh thông tin do một bên trong cuộc chiến cung cấp, vì đó có thể là chiến thuật tâm lý. Trước đó, Nga đã mở các mũi tấn công trên diện rộng nhằm vào khu vực biên giới Ukraine, trong một nỗ lực mà Moscow mô tả là tạo ra vùng đệm ngăn kép tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga đã giành được hơn 10 ngôi làng trong thời gian ngắn và Ukraine từng thừa nhận tình thế rất khó khăn. Ngày 24 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Kiev đang đẩy lùi quân đội Nga khỏi các vị trí trên mặt trận Kharkov thông qua phản công và đã giành được thành công ở một số khu vực. Thông báo viết hoạt động phòng thủ của Ukraine vẫn tiếp tục và quân đội của chúng tôi đang đẩy lùi các hành động tấn công của Nga. Tình hình vẫn khó khăn nhất ở các mặt trận Kupiansk, Pokrov, Kramatorsk và Kharkov. Phía Ukraine cho hay, trong ngày qua, 90 cuộc đụng độ đã diễn ra. Binh sĩ Ukraine đang đẩy lùi Nga và trên một số mặt trận, Kiev đang tiến hành các hoạt động tấn công hiệu quả. Nga đang cố gắng sử dụng ưu thế vượt trội về nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ trên không. Ukraine nói Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công sử dụng 3 tên lửa, 33 cuộc không kích sử dụng 47 quả bom dẫn đường và 224 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tự sát. Nga cũng bắn khoảng 2.200 lần vào các vị trí của quân Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Trong khi đó, ông Zelensky hôm 24 tháng 5 cho biết quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát tác chiến ở các khu vực mà Nga đột kích trước đó ở phía bắc tỉnh Kharkov. Cùng ngày, quyền phó cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Iho Prokhorenko cho hay, Ukraine đã chặn đứng quân đội Nga ở Kharkov và bắt đầu phản công. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 24 tháng 5 thông báo, các lực lượng vũ trang nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Akhazukoi ở Donetsk. Nga tuyên bố nhóm chiến đấu The Center đã tấn công quân đội Ukraine tại một số ngôi làng Donetsk và đẩy lùi 3 cuộc tấn công, loại khỏi vòng chiến đấu 410 quân nhân Ukraine. Nga nói rằng đã bắn trúng của Ukraine một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất, một khẩu pháo Zatsimbe và một pháo tự hành Acacia, cũng như một khẩu pháo D-20, một khẩu pháo Smartabe, 3 khẩu pháo D-30 và một khẩu pháo M-102 cũng bị phá hủy. Nga tuyên bố quân nhân nhóm chiến đấu Zhu đã tấn công 2 lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Ocho và Kostiantynivka ở Donetsk, loại bỏ của đối thủ 475 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 5 phương tiện khác. Trong vài tuần qua, Nga đã mở mũi tấn công từ nhiều hướng, gây áp lực dồn dập lên Kharkov ở biên giới hai nước. Các binh sĩ Ukraine vận hành lựu pháo ở Kharkov đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ ngày đêm để chặn đà tiến công của phía Moscow. Những binh sĩ ở các quận phía bắc vùng Kharkov cho biết giao tranh đang dữ dội hơn nhiều so với mặt trận Bakhmut, thành phố ở Donbass mà Nga giành quyền kiểm soát từ năm ngoái và đã biến thành đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh. Plaplo, một pháo thủ thuộc lữ đoàn xung kích độc lập số 92 của Ukraine, đang vận hành một khẩu pháo cho biết cuộc chiến ở Kharkov diễn ra với tần suất 24/7. Bộ binh của họ liên tục tấn công, chúng tôi tiếp tục chống đỡ. Ít nhất, chúng tôi đang cố gắng làm vậy, bất cứ khi nào có thể, chúng tôi ngăn chặn họ. Anh nói trước đây chúng tôi được bố trí ở khu vực Bakhmut, giờ chúng tôi đã được chuyển đến đây. Ở đây tình hình nóng hơn nhiều, ở đó chúng tôi không có đạn pháo. Ở đây, ít nhất chúng tôi có đạn pháo khi các lô hỏa lực đang được giao, chúng tôi phải chiến đấu. Lực lượng Ukraine đã gặp khó khăn trong nhiều tháng khi dự luật viện trợ cho Ukraine bị kẹt lại Quốc hội Mỹ trong nhiều tháng. Nga đã tận dụng thời cơ, đạt được đà tiến liên tiếp ở mặt trận Donbass và Kharkov trong vài tháng qua. Với việc gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ của Mỹ đang được giải ngân, các pháo thủ Ukraine cho biết cơn khát hỏa lực của họ phần nào được giải tỏa. Nga vẫn đang nắm thế chủ động ở Kharkov khi giành được hàng chục ngôi làng trong những tuần qua.
Nếu Nga giành được Vorchan, điều đó sẽ đặt thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov, vào tầm ngắm kế tiếp. Tuy nhiên, với đạn pháo đã được chuyển ra tiền tuyến, tinh thần của binh sĩ Ukraine đã trở nên lạc quan hơn phần nào. Vitaly, một chỉ huy đơn vị pháo binh, tự tin rằng đạn pháo sẽ tiếp tục được bơm ra mặt trận vì mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ vững phòng tuyến. Ông nói, đúng, chúng tôi sẽ được cung cấp đạn dược vì chúng tôi đang chống lại một đối thủ lớn. Nếu bây giờ chúng tôi có thể chứng minh rằng mình có thể ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn của họ vào khu vực Kharkov trong tình huống khó khăn như vậy, thì Nga sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tấn công khu vực Kiev, Chernihiv, Sumy hay Poltava. Ở chiều ngược lại, trong bình luận trên Telegram hôm 25 tháng 5, Thượng nghị sĩ Dmitry Rogozin, cựu lãnh đạo cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos, cáo buộc cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhắm vào hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân ở Krasnodar, hay được coi là thành phần quan trọng trong ô hạt nhân của Nga. Ông Rogozin đề cập đến vụ tấn công trạm radar cảnh báo sớm Voronezh ở thành phố Abmavir, vùng Krasnodar. Hệ thống đi vào hoạt động năm 2013 này có thể phát hiện tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đang bay tới ở cự ly 6.000 km và có thể theo dõi tới 500 mục tiêu. Hệ thống được đánh giá giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Nga ở các hướng Nam và Tây Nam. Ông Rogozin cảnh báo các cuộc tấn công tương tự có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu. Theo ông, rất có thể cuộc tấn công có sự tham gia của một số máy bay không người lái và được thực hiện theo ý tưởng của Ukraine, nhưng có sự can dự của Mỹ. Thượng nghị sĩ này lập luận Mỹ luôn tìm cách đạt được ưu thế quân sự trước Nga ngay từ những ngày đầu của thời đại hạt nhân. Tất nhiên, sự cạnh tranh này chủ yếu chỉ giới hạn ở cuộc đấu trí giữa các nhà khoa học, chiến lược gia và nhà hoạch định chính sách. Đến nay, theo ông Rogozin, điều này dường như đã thay đổi khi Washington mượn tay một bên khác để tấn công hệ thống cảnh báo sớm của Nga. Ông cho rằng việc Washington này càng can dự sâu vào cuộc xung đột vũ trang và kiểm soát toàn bộ kế hoạch quân sự của Kiev thì không có chuyện Mỹ không biết gì về kế hoạch của Ukraine tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Ukraine và Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin trên. Moscow cáo buộc Ukraine gần đây liên tục thực hiện các vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây. Ngoài các hạ tầng quân sự, Kiev còn nhắm đến các nhà máy lọc dầu, cơ sở năng lượng của Nga. Trong một diễn biến khác, ông Vyacheslav Plavkov, thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga cho hay, hôm 25 tháng 5, Ukraine đã ồ ạt tập kích khu vực này. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ khoảng 30 mục tiêu nhắm vào Belgorod, tuy nhiên vụ tấn công vẫn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Belgorod liên tục trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong bối cảnh chiến trường Ukraine bế tắc. Một vụ tập kích đêm giao thừa khiến 25 người ở đây thiệt mạng. Trong bối cảnh các vùng biên giới ngày càng trở nên dễ tổn thương do xung đột ở Ukraine, đầu tháng này, Nga đã mở mũi tấn công mới nhằm vào biệt tỉnh biên giới Kharkiv.